Hi, xin chào mọi người. Xin giới thiệu mọi người, đây là hai chiếc xe thể thao đời cổ nha. Mọi người biết hai chiếc này là chiếc gì không? Hãy comment cho mình biết nha. Còn riêng mình là không biết hai chiếc này. Mà mọi người nếu mà muốn thích hai chiếc này, xin liên hệ anh Tâm Beo, tiệm sửa xe Tâm Beo nha mọi người. Rồi mình xin cảm ơn mọi người rất nhiều nha. Ok.